kính chào quý khán giả, chúng ta đang đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá Thuận Đào của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu sau hữu của cao thủ công đoàn Chi Lù. Và đối thủ của trận đấu ngày hôm nay đó là cao thủ CMTC. Ở trong trận đấu này rất nguy hiểm, pha làm bàn rất sớm dành cho cuộc so tài nó dành cho cao thủ CMTC. Cười mới mở tỷ số ở tình huống vừa rồi đó là cầu thủ màu số 11 Quân Vĩnh. Sẽ gặp lại các bạn của Peru. Bàn thắng thứ hai rất trong vấn. Hai pha làm bàn dành cho các thủ CFTC chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đó là một tình huống treo bóng thẳng. Và hơi đáng tiếc là thủ thành Ngọc Thiện của công đoàn Trinh Lù một lần nữa đã để cho mảnh lưới của mình rung lên. Đó là cú dứt điểm từ xa. Chào mừng khán giả của Minh Vũ, đội thông tin của anh mà anh không góp mặt là thấy hơi kỳ nữa nha. Rất nguy hiểm, lại là một pha bóng rất lộn xộn. Những pha treo bóng thẳng của các cầu thủ bên phía CMTC. Và có vẻ như nó lại là một pha bóng nữa dành cho trung vệ mang số áo 97. Kiếp trận. Bàn thắng để rút ngắn khoảng cách cho công đoàn Trinh Lù đến từ một cầu thủ hàng phòng ngự cánh phải của đội bóng này, đó là số 8 Phương. Nghĩa sẽ là người thực hiện quả đá phạt rất căng, bóng như găm thẳng vào lưới của cao thủ CMTC. Cú dứt điểm quá khủng khiếp của Nghĩa, một lực sút cầu đến đứng bộ nào, nếu như muốn nó nói là nó quá mạnh. Vừa góp mặt thì trung vệ Nghĩa đã có được pha làm bàn cho riêng mình và nó giúp cho công đoàn Trinh Lù rút ngắn khoảng cách còn 2-4. Anh em sẽ sắp xếp để trả lời cho bạn. Tiếp tục là pha làm bàn nữa dành cho cao thủ của CMTC để nâng tỷ số lên 5-2. Lần này nó đến từ pha lập công của cầu thủ màu số 17 Hữu Lộc. Họ đã thiết lập lại trong thái dẫn trước, nới rộng khoảng cách. Liệu có cú sút từ xa? Tỷ số là 6-2 rồi. Đó là một cầu thủ mới được tung vào sân ở vị trí phòng ngự, xuất hiện từ hàng phòng ngự và ghế dự bị, tuy nhiên đã có được pha làm bàn. Một cầu thủ khác biệt trong bản năng thi đấu thì cầu thủ không số của họ là cũng nhìn.
khá nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Dù đã rất nỗ lực nhưng Thành Ngọc Thiện một lần nữa đã phải vào lưới nhà bóng, và đó là pha làm bàn thứ 7 của CNTC. Tỷ số là 7-3 và cú đúp dành cho số 17. Sự thay đổi người bên phía cao thủ CMTC. Cú sút xa của Bình Luận. Tỷ số rút ngắn còn 4-9. Lại là một trận đấu nhiều bàn thắng nữa. Chúng ta phải căng mắt lên để nhìn thôi. Anh nhìn một Bình Luận mà nhìn cũng phải cố gắng để nhớ từng vị trí và nhớ từng tên cầu thủ. Thực tế có một số cầu thủ anh nhìn đã tác nghiệp nhiều lần và nhớ được tên của họ. Chẳng hạn như là Bình Luận. Căng ngang tốt và đó là pha làm bàn dành cho số 5 Tuấn. Tỷ số được rút ngắn còn 5-9. Nó đã có dấu giày của Bình Luận và vừa rồi giúp cho Tuấn hoàn thành sự cú đúp của mình. Và chạm bóng và khiến cho mảnh lưới của Tuấn Ba Lê là số 9 đã trung vệ cho các cầu thủ của công an Trinh Lung. Sao em nhầm được cầu thủ này? Vừa rồi đã có sự thay đổi người cho công an Trinh Lung khi cầu thủ màu số 99 Phúc đã có mặt và xử lý rất mềm mại của Tuấn Ba Lê, rất nguy hiểm. Đã có pha là bàn nữa. Tỷ số rút ngắn còn 6-9. Tuấn Ba Lê là đội bóng rất thuận lợi dành cho đội ở tuyến trên để rút ngắn khoảng cách. Dõi lại và đó là Minh Luân. Tuy nhiên thì đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay giữa cao thủ công đoàn Trinh Lưu và CMTC. Hai đội bóng đã có tổng số 15 pha lập công ở trong trận đấu này và tỷ số chung cuộc là 9-6 dành cho CMTC. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Đến đây anh em phải nói lời chào tạm biệt.